Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin sáng nay tại sân khấu ngoài trời của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cuộc thi Thắp sáng tài năng xứ Nhãn năm học 2020-2021 bước vào trận chung kết giữa 4 trường là trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, Trung học cơ sở Hải Triều, huyện Tiên Lữ, Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động và trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân, thành phố Hưng Yên. Với những màn rượt đuổi điểm số sát nút, trận chung kết diễn ra gay cấn, hấp dẫn, đúng tinh thần của trận đấu cuối cùng để tìm ra đội xếp thứ nhất. Mặc dù 8 giờ sáng, chương trình mới bắt đầu, song ngay từ 6 giờ 30 phút sáng, các đội chơi và những cổ động viên nhiệt tình của 4 trường tham dự đã có mặt đông đủ tại địa điểm ghi hình. Đây là những đội chơi xuất sắc nhất sau 12 chương trình vòng loại, 4 chương trình bán kết. Em cảm thấy rất là tự hào vì mình được góp mặt là một trong những đội chơi xuất sắc nhất trong cuộc thi lần này ạ. Cũng vào được đến đây rồi thì cả đội em đã cố gắng rất là nhiều. Chúng em luôn mang trong mình một cái ý chí quyết tâm về niềm tin chiến thắng ạ. Em thấy rất là hồi hộp, háo hức. Em và đội của em đã chuẩn bị rất nhiều kiến thức. Em đã rất sẵn sàng. Đến với hội thi hôm nay thì chúng tôi đã gửi tới một cái tiết mục rất là đặc sắc do chính thầy giáo của nhà trường biên soạn về phần lời. Các đội chơi lần lượt trải qua 3 phần thi. Trong phần thi tài năng xứ Nhãn, tiết mục hát về Hưng Yên của trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm và hát múa Hào khí Việt Nam của trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân đạt điểm số tuyệt đối 40 điểm. Chúng tôi rất ngạc nhiên bởi vì các em không phải là trường văn hóa nghệ thuật, các em không phải là học chuyên ngành. Với tình yêu âm nhạc, tình yêu nghệ thuật, các em đã bày tỏ được tất cả những cái khả năng của mình. Và cái đó là triển vọng, là vốn quý của quê hương chúng ta, của đất Nhãn chúng ta. Trong phần thi xứng danh đất học, các đội chơi tranh tài ở gói câu hỏi bắt buộc và gói câu hỏi chung. Nội dung liên quan đến những địa danh, nhân vật, sự kiện lịch sử gắn với mảnh đất Hưng Yên và các kiến thức khác. Kết thúc phần thi này, đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân vươn lên dẫn đầu với 60 điểm. Phần thi cuối cùng, sân trường sôi động, có 3 trò chơi đối kháng là nhảy bao bố, buộc chân nhảy lò cò và kéo co. Tại phần thi này, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn giành điểm số cao nhất với 50 điểm. Sau 3 phần thi, trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân đạt giải nhất với số điểm 145 điểm. Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đạt giải nhì với 125 điểm. Hai trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và Trung học cơ sở Hải Triều đồng giải ba. Thì chúng em đã có những cái sự chuẩn bị rất là công phu về nhiều mặt để đạt được kết quả như hôm nay thì em cảm thấy là rất là xứng đáng cho những gì mà bọn em đã bỏ ra suốt thời gian vừa qua. Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa và đặc biệt là giúp cho các em học sinh có một cái sự trải nghiệm, phát huy được năng lực, phẩm chất của người học sinh trong giai đoạn hiện nay. Thì đối với Đài Truyền hình Hưng Yên là một đơn vị mà thực hiện cái này cũng rất là tuyệt vời và mong rằng sau này thì Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có nhiều cái chương trình hơn nữa ngoài chương trình này giúp cho học sinh Hưng Yên sẽ có một cơ hội tốt nhất trong cái quá trình phát triển. Chương trình Thắp sáng tài năng xứ Nhãn do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Chương trình có sự đồng hành tài trợ của VNPT Hưng Yên, Ngân hàng Vietcombank Phú Hiến. Thành công của chương trình mùa đầu tiên là tiền đề động lực để ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện, xây dựng ý tưởng cho những năm tiếp theo để Game Show Thắp sáng tài năng xứ Nhãn thực sự trở thành sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho học sinh trung học cơ sở trong tỉnh.